giá xe Honda Vision thời điểm tháng 8. Như các bạn biết thì Honda Vision có tới 5 phiên bản cùng với rất nhiều màu sắc khác nhau nhé. Phiên bản đầu tiên của Honda Vision đó chính là phiên bản tiêu chuẩn, một màu duy nhất, đó là màu đen bóng sử dụng khóa chìa thường, với mức giá bán hiện tại chỉ có hơn 30 triệu đồng là các bạn có thể sở hữu rồi. Còn phiên bản thứ hai đó chính là phiên bản cao cấp. Bản cao cấp thì chúng ta sẽ có hai màu, đó là màu trắng và ngoài ra sẽ có thêm là màu đỏ nữa. Thì bản cao cấp ấy nó sẽ được sử dụng khóa thông minh Smart Key. Cái bản này vẫn là dáng thấp nha mọi người. Hiện tại mức giá bán chỉ hơn 32 triệu đồng là các bạn đã có thể sở hữu rồi. Và cái phiên bản thứ ba của dòng xe Vision đó chính là phiên bản đặc biệt với mức giá bán ngoài 33 triệu đồng. Bản này với bản cao cấp hoàn toàn là giống nhau, đều sử dụng khóa thông minh, nhưng mà cái bản này nó sẽ khác một chút là lớp sơn sần, sơn nhám sẽ được trang bị trên phiên bản đặc biệt. Ngoài 33 triệu đồng là mức giá đang bán hiện tại. Còn phiên bản đang rất là hot trend đó chính là phiên bản thể thao. Bản thể thao thì chúng ta sẽ có hai màu, đó là màu đen nhám này. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có thêm là màu xám xi măng. Như các bạn biết ấy, thì bắt đầu từ bản thể thao ấy thì là sẽ là bản dáng cao nhá. Bánh phía trước của chiếc xe này nó sẽ là 785mm. Đấy, nó sẽ cao gần bằng SH luôn mọi người ạ. Nên là theo Linh nghĩ thì với bạn nào có chiều cao tầm từ 1m55 trở lên thì các bạn sẽ điều khiển đẹp và ok hơn. Và cái bản thể thao màu đen thì hiện tại màu xám vậy luôn. Bên Linh đều để mức giá bán chỉ khoảng tầm là hơn 37 triệu đồng là các bạn đã có thể sở hữu rồi. Thời điểm này nhá, khi mua Honda Vision các bạn sẽ nhận được hai mũ bảo hiểm có kính, một thẻ cào điện thoại lên tới 500.000 đồng. Hoặc các bạn lựa chọn một đồng hồ thông minh của Samsung đeo tay, hoặc là một sạc pin dự phòng chính hãng của Samsung. Như vậy là rất nhiều phần quà các bạn có thể lựa chọn trong thời điểm này. Mua trả góp dòng xe này trả trước cho Linh khoảng từ 8 đến 10 triệu đồng là các bạn đã có thể lấy xe rồi. Cái bản này thì so với các bản mà Linh vừa giới thiệu như bản cao cấp, bản đặc biệt thì nó cũng giống nhau thôi. Phân khối động cơ là 110 nhưng trang bị gần như là tương đương nhau. Nó chỉ khác mỗi là nó sẽ là dáng cao hơn, xe dài hơn và có phối thêm một chút tem với những cái màu sắc rất là đẹp để cho các bạn lựa chọn. Còn phiên bản cuối cùng mà Linh giới thiệu cho các bạn đó chính là phiên bản là cổ điển. Bản cổ điển thì chúng ta có hai màu, đó chính là màu xanh nhá, màu xanh là xanh ghi. Sơn này sẽ là sơn nhám nhám mọi người ạ, nhám bóng mọi người ạ, một màu sắc rất là lạ luôn. Bản cổ điển thì có màu vàng nữa. Và hiện tại thì mức giá bán nó sẽ dao động khoảng tầm hơn 38 triệu đồng là màu xanh. Còn nếu các bạn lựa chọn sang màu vàng nó khoảng tầm hơn 37 triệu đồng thôi. Tuy nhiên là đây là giá mà Linh báo tại thời điểm hiện tại. Giá xe có thể linh động thay đổi theo ngày tùy vào thời điểm các bạn mua xe. Và với những bạn nào ở các tỉnh lân cận với tỉnh Phú Thọ lên bên Linh nhá, các bạn liên hệ trực tiếp với Linh qua số điện thoại và Zalo là 0987162438 ạ. Linh tặng thêm voucher giảm giá từ 500 cho tới 1 triệu đồng khi bạn mua xe. Đừng quên là liên hệ với Linh nhá.